Thưa quý vị, mới đây sau khi có kết luận điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, bà Nguyễn Phương Hằng lại tiếp tục bị bắt tạm giam 19 ngày để tiếp tục điều tra về các nội dung liên quan. Thông tin về việc Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã đi đến kết luận điều tra và hồ sơ của bị can Nguyễn Phương Hằng đang làm xôn xao dư luận những ngày qua. Ngày 19 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp tục ra lệnh tạm giam 19 ngày đối với bị can Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam Bình Dương, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi hợp pháp của tổ chức cá nhân theo khoản 2 điều 331 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Trước đó, ngày 18 tháng 8, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận kết luận điều tra và hồ sơ vụ án trên từ cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Phương Hằng đã thông qua 12 tài khoản mạng xã hội tổ chức nhiều buổi phát sóng trực tiếp live stream qua mạng internet để xâm phạm bí mật đối tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của ông Nguyễn Hoài Linh, nghệ sĩ Hoài Linh, bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, ca sĩ Vi Oanh, bà Đặng Thị Hàn Ni, nhà báo Hàn Ni ngoài ra cơ quan điều tra cũng xác định các buổi live stream của bị can phương hằng còn có sự hỗ trợ giúp sức của các cá nhân ông huỳnh công tân bà lê thị thu hà bà nguyễn thị mai nhi ông đặng anh quân ông nguyễn đình kim đối với những cá nhân có liên quan tham gia giúp sức cho hành vi phạm tội của bị can phương hằng cơ quan cảnh sát điều tra trưng cầu giám định các nội dung liên quan nhưng chưa có kết quả khi có kết quả sẽ tiếp tục xử lý theo pháp luật Kể từ khi có thông tin bà Phương Hằng bị bắt giam, người dân chơi cả nước đã có bài học cho mình về những phát ngôn kể cả trên mạng xã hội, nếu vi phạm chắc chắn sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thế giới mạng này đã gắn liền với đời thực, không thể tùy tiện phát trực tiếp rồi xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của người khác một cách tự do được nữa.